Xin chào các bạn, mình là Bánh Bèo đây. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của mình. Như các bạn cũng đã thấy thì chủ đề của video ngày hôm nay sẽ là những món mỹ phẩm mà mình yêu thích trong thời gian vừa qua. Hy vọng là những review hết sức là chi tiết và chân thành này của mình sẽ là một gợi ý giúp các bạn lựa chọn mua mỹ phẩm được phù hợp hơn. Và bây giờ không chần chừ gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu ngay nha. Sản phẩm đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là Pure Conjure Cleanser. Thì Pure Conjure có lẽ còn chưa thực sự là quen thuộc với các bạn phải không ạ? Thì nó không phải là xuất phát từ một công ty mỹ phẩm như bình thường, mà nó được xuất phát từ một phòng khám đông y cổ truyền có tên là Pure Conjure. Thì với quan điểm của những người làm ra sản phẩm của Pure Conjure thì họ cho rằng mỹ phẩm không phải chỉ là một món hàng kinh doanh đơn thuần, mà nó còn là một phương thức để trao đổi và bảo vệ cho làn da. Chính vì vậy mà các cái sản phẩm của Pure Conjure thì tận dụng tối đa các cái nguyên liệu từ thiên nhiên này, các cái vị thuốc đông y, và nó hạn chế nhiều nhất có thể những cái thành phần mà không thực sự cần thiết để tránh làm cho tăng cái nguy cơ kích ứng đối với người dùng. Cái chai sữa rửa mặt mà mình nói đến hôm nay thì thuộc dòng sản phẩm cơ bản nhất của Pure Conjure. Nó có thể dùng được cho cả gia đình, từ người lớn cho đến trẻ nhỏ. Và thực ra là điều thu hút mình ngay từ ban đầu đó chính là bao bì của sản phẩm. Nó được đựng trong một cái chai khá là to, 500ml, mà giá chỉ có đâu tầm 15-16 đô. Thì tính ra cũng không hề đắt đỏ một tí nào, cho nên là mình cứ đánh liều mua vậy thôi. Chứ còn nếu mà chẳng may mà không hợp thì thôi đem ra làm sữa tắm tạm vậy. Nhưng mà rất may là em này lại vượt xa cả kỳ vọng của mình. Nó có cái kết cấu dạng gel trong suốt, khá là nhẹ, lỏng và hoàn toàn không có mùi gì cả. Thì nó có khả năng làm sạch rất là tốt ở trên da. Mình chỉ cần một pump thôi là đã có thể tẩy sạch toàn bộ cái lớp make up còn thừa, và kể cả dầu và bụi bẩn ở trên da nữa. Nhưng mà em này có một khả năng tạo bọt tương đối tốt. Thực ra thì ban đầu mình cũng hơi ác cảm với các cái loại sữa rửa mặt tạo ra nhiều bọt ấy, tại vì sợ là cái lớp bọt này nó sẽ lấy đi cái phần độ ẩm vốn có ở trên da và làm da bị khô. Tuy nhiên em này thì không hề như vậy, bởi vì là trong thành phần của nó thì không chứa các cái chất tẩy rửa mạnh có gốc sunfat như là SLS hay là SLES. Đồng thời nó được bổ sung thêm các cái chất xuất từ thiên nhiên và các cái chất dưỡng ẩm điển hình kiểu như là glycerin, cho nên là nó sẽ làm sạch dịu dàng ở trên bề mặt da thôi, chứ nó không hề tàn phá vào cái lớp acid mental của da, khiến cho da bị căng khô về lâu về dài là sẽ có nguy cơ bị xâm nhập vi khuẩn và bị gây mụn. Nói chung là bạn Pure Conjure này sẽ thích hợp đối với các bạn nào từ da thường, da hỗn hợp cho đến da nhờn, là mong muốn tìm kiếm một loại sữa rửa mặt mà có thể sử dụng hàng ngày 2 lần sáng tối, làm sạch tốt và vẫn dịu nhẹ đối với da. Thì với kích thước lớn và giá cả như này thì mình chắc chắn là sẽ có rất nhiều bạn có thể sử dụng nó trong một thời gian dài đấy ạ. Cứ mỗi khi mùa hè đến là bạn gái chúng mình lại sôi sục lên để đi tìm một loại kem chống nắng phù hợp. Tuy nhiên hãy để cho Bánh Bèo nhắc các bạn nhớ rằng không chỉ trời nắng mà kể cả trời mưa, không kể chỉ mùa hè mà còn cả mùa đông nữa, bất cứ khi nào mà mặt trời còn hiện diện ở trên đầu thì chúng ta đều phải chống nắng đấy nhá. Nhưng mà trên thị trường hiện nay thì có quá nhiều loại kem chống nắng dễ khiến mình bị rối trí, không biết chọn loại nào. Thì tóm gọn lại, một loại kem chống nắng tốt sẽ phải đáp ứng đủ 3 tiêu chí như sau. Thứ nhất là nó phải có thành phần giúp da chống lại được tia UVB, UVA1 và UVA2. Nói ngắn gọn thì nó phải là loại kem chống nắng phổ rộng. Tiêu chí thứ hai là nó phải có một cái kết cấu dễ chịu, thoải mái ở trên da. Thì như vậy chúng ta mới sẵn sàng apply kem chống nắng từ sáng cho đến tối, đúng không nào? Tiêu chí thứ ba là loại kem chống nắng đó phải dễ mua và phải phù hợp với ví tiền, thì chúng ta mới không bị đau ví, bởi vì chống nắng hơn phải chống suốt ngày và quanh năm suốt tháng luôn á. Thì rất may là từ đầu mùa hè đến giờ mình đã tìm được một loại kem chống nắng đáp ứng đầy đủ 3 tiêu chí đó, và không ngần ngại để khoe ngay với các bạn ngày hôm nay. Đó chính là em này, Nivea Protect & White Sun Serum.
Đầu tiên thì mình phải giải thích ngay về cái thuật ngữ sun serum rất là khác với cái thuật ngữ sun cream mà các bạn hay gặp, đúng không nào? Cái chữ sun serum này nó đã giải thích một phần nào cái kết cấu của em kem chống nắng Nivea này. Tức là ban đầu thì bạn khi mà bóp ra khỏi tuýp ít thì bạn sẽ thấy nó hơi sệt nhẹ nhẹ, nhưng mà khi mà bạn thoa lên da thì nó sẽ tan ra rất nhanh, hóa lỏng và ngay lập tức thấm hoàn toàn vào da, để lại một bề mặt da rất là ráo mịn, thoải mái, nhẹ nhàng, giống như là bạn đang thoa serum dưỡng da thôi vậy. Không còn cái cảm giác bết bí, dày hay là nặng mặt giống như các loại kem chống nắng thông thường. Ngoài ra thì thành phần chủ yếu của bạn này chính là nền nước và không hề chứa các cái thành phần chống nắng vật lý gây ra các vết vệt trắng ở trên mặt. Cho nên là đấy chính là lý do giải thích vì sao mà khi mà bạn này thoa lên da thì nó ráo, mịn và rất là mỏng nhẹ, không hề lên tông da, cũng không hề bóng nhẫy lên. Thì cái đặc điểm này nó sẽ rất phù hợp với bạn nào thích những cái loại kem chống nắng không bị nâng tông, bạn nào da ngăm hoặc bạn nào mà không thích cái cảm giác bí bết ở trên da mà chỉ muốn là có một cái lớp nền thật là mỏng nhẹ, khô ráo vào mùa hè. Để giải thích cho cái kết cấu này thì chúng ta còn phải xem xét thêm cả bảng thành phần của em này nữa. Thì mình sẽ để bảng thành phần đầy đủ ở dưới description box cho các bạn tham khảo nhé. Nhìn vào bảng thành phần của em Nivea Sun Serum này thì các bạn có thể dễ dàng nhận ra đây là một loại kem chống nắng hóa học với các cái thành phần điển hình. Ví dụ như là hormone salat này, ethinhexin salicylate giúp da chống lại tia UVB này, octocrylene giúp da chống lại tia UVB và UVA2, và avobenzone giúp da chống lại tia UVA1 và tia UVA2. Như vậy thì nói ngắn gọn lại, Nivea Sun Serum chính là một loại kem chống nắng phổ rộng với chỉ số là SPF 50 cộng và PA 3 dấu cộng, có thể bảo vệ da bạn khỏi từ 95 cho đến 97% tia cực tím ở bên ngoài. Một điều đặc biệt hơn nữa mà các bạn nào có làn da nhờn, da mụn sẽ rất là yêu thích em này, đó là nó có thêm một chất gọi là L-carnitine. L-carnitine là một loại axit amin có sẵn ở trong cơ thể, nó tham gia vào quá trình chuyển hóa chất béo. Còn đối với các sản phẩm bôi ngoài da như thế này thì các thí viện trong phòng lab cũng như là các thí nghiệm trên da người đã chỉ ra rằng với nồng độ từ 1% cho đến 2% L-carnitine là nó đã đủ để tác động tới tế bào ở tuyến bã nhờn trên da, từ đó giúp da đổ dầu thừa một cách rất là hiệu quả. Thì từ cái bằng chứng khoa học này thì mình rất là kỳ vọng vào khả năng kiểm soát dầu của em Nivea Sun Serum này. Và thực tế mình quan sát thì có thấy rằng là nếu trong điều kiện tương đối lý tưởng, tức là mình ở trong văn phòng này, có điều hòa mát mẻ, không vận động mạnh, thì làn da mình sẽ giữ được từ 5 đến 6 tiếng là hoàn toàn khô ráo, không bị đổ dầu. Còn nếu mà trong những cái điều kiện kém lý tưởng hơn, ví dụ như là dưới trời nắng nóng, bạn vận động mạnh, thì cái hiệu quả này nó sẽ duy trì được từ tầm 3 đến 4 tiếng. Cái hiệu quả này theo mình là rất là khả quan đấy ạ. Bởi vì thứ nhất là việc tiết dầu thừa trên da ấy, nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, vào loại da này, chế độ ăn uống sinh hoạt, chế độ dưỡng da của bạn nữa. Và thứ hai là Nivea Sun Serum nó chỉ là một loại kem chống nắng apply ở lớp ngoài cùng, chứ nó không phải là skincare đặc trị. Cho nên là khi mà trên thị trường vẫn chưa có loại kem chống nắng nào làm được cái việc là hạn chế đổ dầu cho da, thì mình nghĩ em này sẽ là một cánh tay đắc lực giúp cho bạn trong cuộc chiến chống lại dầu thừa vào mùa hè này. Tiêu chí cuối cùng thì hiện nay sản phẩm Nivea Protect & White Sun Serum này đang được bán rộng rãi trên các siêu thị và các cửa hàng mỹ phẩm trên toàn quốc với giá chưa đến 100.000. Mình nghĩ đây là một mức giá rất là hời cho một sản phẩm chống nắng chất lượng. Cho nên là mình highly recommend em này cho bạn nào có làn da hỗn hợp thiên dầu này, da dầu, da dễ bị mụn vì là dầu thừa, thì chắc chắn là nên thử em này nhá. Tuy nhiên, khoan đã, mình còn một lưu ý rất nhỏ thôi khi mà các bạn sử dụng em Nivea Sun Serum này, đó là các bạn hãy lưu ý các cái lớp layer bên dưới, các cái lớp dưỡng da sao cho mà nó không có chứa silicone, thì nó sẽ tránh được việc là silicone và carbon tương tác với nhau gây vón ở trên da nhá. Sản phẩm tiếp theo thì mặc dù không liên quan trực tiếp đến làn da nhưng mà nó cũng đóng góp rất lớn vào vẻ đẹp của chúng mình, đó chính là một loại serum dưỡng dài mi có tên là Image Skincare Eye Beauty Brow and Lash Enhancement Serum. Thì để mình giải thích thêm cho các bạn về thương hiệu Image Skincare có lẽ vẫn là khá là lạ tai đối với các bạn phải không ạ? Đây là một brand của Mỹ chuyên tập trung vào các cái sản phẩm trị liệu đối với các cái vấn đề rất là phức tạp của da, ví dụ như là mụn này,
nám hay là lão hóa. Thì chính vì vậy mà Image Skincare chủ yếu được phân phối tại các bệnh viện da liễu này, các cái trung tâm thẩm mỹ, trung tâm điều trị công nghệ cao. Cho nên là khách hàng cá nhân như chúng ta thì có thể là sẽ còn hơi xa lạ một chút. Ok, quay về sản phẩm ngày hôm nay là một loại serum dưỡng dài mi. Thì thú nhận với các bạn rằng là đã có một thời gian rất dài trước đây mình cảm thấy vô cùng tự ti, bởi vì hàng mi của mình nó không chỉ mảnh, ngắn, thưa mà nó còn rất là nhạt màu nữa. Thế cho nên ngay cả khi mình trang điểm, mình đã cố chuốt rất nhiều lần mascara lên rồi thì cũng chẳng bao giờ có được một cái hàng mi cong, vút, rợp bóng giống như các bạn cả. Cho nên là chính vì ý thức được cái khiếm khuyết đó của bản thân mà mình đã viện đến sự trợ giúp của không biết bao nhiêu là loại serum làm dài mi ở trên thị trường. Đắt có, rẻ có, không tên tuổi cũng có, mà cực kỳ nổi tiếng thì cũng có. Nhưng mà phải tới khi gặp được bạn Image Skincare Last Serum này thì mình mới có thể dừng chân, thỏa mãn với hiệu quả của em nó mang lại. Thì hy vọng đây cũng sẽ là một gợi ý thú vị dành cho bạn nào có chung tình trạng về hàng mi giống như mình nhé. Nói một chút về cái cơ chế hoạt động của em dưỡng mi này thì khác với các cái sản phẩm đang sẵn có trên thị trường hiện nay, đa phần các cái sản phẩm khác thì họ dùng một cái chất gọi là Bimatoprost, là một cái chất thuốc điều trị tăng nhãn áp, và cái hiệu ứng làm dài mi nó chỉ là một cái tác dụng phụ của thuốc mang lại mà thôi. Thì cái điều này nó sẽ dẫn đến là việc là khi mà các bạn apply sản phẩm lên thì có thể là vô ý mà nó bị dây vào mắt thì rất là không an toàn. Nhưng mà riêng đối với em Image Skincare Eye Beauty Brow and Lash Enhancement Serum này thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm vì thành phần của nó, bởi vì nó không phải là thuốc, nó không chứa bất cứ thành phần nào là thuốc giống như các cái hãng khác đâu, mà nó chỉ chứa các cái dưỡng chất tốt cho hàng mi của bạn. Ví dụ như là nó có chứa rất nhiều các cái loại peptide khác nhau này, và thậm chí là nó còn được ứng dụng thêm cả cái công nghệ tế bào gốc độc quyền của hãng nữa. Thì các cái loại peptide này, rồi thì các cái thành phần chiết xuất từ tế bào gốc nữa, tất cả sẽ giúp là kích thích cái phần nang lông mi của bạn, tạo ra thật nhiều keratin, chính là chất sừng tạo lên lông mi đấy ạ. Thì nhờ vậy mà những cái sợi mi nào đang trong giai đoạn tăng trưởng thì sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn, nó sẽ mọc khỏe và dài. Còn cái sợi mi nào mà đã trưởng thành rồi thì nó sẽ được củng cố thêm ở cái phần gốc mi, nó sẽ cứng cáp hơn, đậm màu hơn. Còn ngoài ra thì cái việc nuôi dưỡng cái phần nang lông này, nó cũng sẽ đánh thức một số những cái nang lông ngủ quên, khiến cho những cái nang lông đó bắt đầu phát triển sợi mi lên. Từ đó mà hàng mi của bạn trông sẽ dày dặn và có sức sống hơn rất là nhiều. Trung bình thì ở một người trưởng thành có từ 90 đến 150 gốc mi ở hàng mi trên và 70 cho đến 80 gốc mi ở hàng mi dưới. Cái số lượng này thì vốn nó không thể thay đổi được đâu. Tuy nhiên cái thứ mà bạn có thể thay đổi đó chính là số lượng lông mi đang hiện diện ở trên hàng mi của bạn. Thì em Image Beauty này nó đã hoạt động theo công thức kép. Cùng một lúc có hai tác dụng thì mình cảm thấy là hiệu quả của nó đến rất là nhanh. Cụ thể như là cá nhân của mình quan sát được thì chỉ trong khoảng 2 đến 3 tuần đầu tiên khi mà mình sử dụng em này thì cái hàng mi nó đã cứng cáp hơn rất nhiều. Số lượng mi rụng khi mà mình chớp mắt này, khi mà mình đi gió hoặc là khi mà mình rửa mặt ấy, nó ít hẳn đi, mình có thể cảm nhận thấy được rõ rệt này. Thứ hai nữa là đấy là các cái mi trưởng thành thì nó không bị rụng đi nhá. Thứ hai nữa là những cái mi mới mọc ấy thì các bạn sẽ cảm nhận được là những cái mi nó đâm ra thêm rất là nhiều, nhìn thấy rõ rệt hơn. Và hàng mi của chồng mình ấy, trông nó có một độ dày dặn nhất định. Thậm chí là mình còn không cả cần phải kẻ cái đường tie line mỗi khi trang điểm, là cái đường kẻ mí sát viền chân mi á. Thì cũng nhờ vậy mà đôi mắt của mình trông nó có sức sống và có hồn hơn rất là nhiều. Và sau đó thì độ khoảng tầm 3 đến 4 tuần thôi thì mình đã nhìn thấy rõ rệt cái phần hàng mi dưới của mình nó có dài ra và nó có mọc thêm nhiều sợi mi mới. Cái điều này thì mình cảm thấy vô cùng vui sướng, là bởi vì là trước đây mình chưa bao giờ có thể nhìn thấy lông mi hàng dưới của mình, thậm chí chút mascara cũng không nổi nữa. Bây giờ thì mình hoàn toàn có thể phủ lên một lớp mascara và trông nó đã rất là, đôi mắt rất là sinh động hơn rất là nhiều rồi.
Một ưu điểm khác nữa đến từ thiết kế của em serum này, nó có dạng bút lông cầm khá là vừa vặn tay này. Khi mà bạn dùng thì bạn chỉ cần xoay nhẹ cái phần đáy bút và cái phần serum dạng gel mềm nó sẽ được đẩy lên phần đầu bút lông. Bạn chỉ cần cầm chiếc bút này và quét nhẹ và sát đường chân mi mà thôi. Thì chính vì do cái thành phần của nó cực kỳ an toàn, không phải là thuốc, bạn sẽ cứ thoải mái mà thoa nó lên phần viền mí của mình, thậm chí 2 ngày một lần cũng được, để tăng tốc cái hiệu quả của nó mà sẽ không phải lo đến các cái tác dụng phụ không mong muốn. Ngoài ra thì mình cũng có nghe một số bạn feedback lại là dùng em này cho cả phần lông mày của mình thì cũng khiến cho lông mày cứng cáp, đậm màu và vào khuôn hơn. Thì cái này thì mình chưa thử bởi vì lông mày của mình thì cũng có đã phun màu rồi. Thì nếu mà bạn nào sau cái video này được gợi ý của mình mà có sử dụng em này thì cũng hãy tranh thủ sử dụng thêm cho phần lông mày, biết đâu nó lại còn cho bạn một hàng lông mày đậm và rậm hơn thì sao nhé. Bạn nào mà có theo dõi Bánh Bèo thường xuyên thì cũng biết được rằng là mình cũng không thường xuyên trang điểm lắm đâu, sử dụng phấn phủ thì lại càng hiếm. Cho nên nếu như hôm nay mà mình có khen em Eclipse Oil Cut Powder Pack này thì chắc chắn là nó phải có những ưu điểm rất là vượt trội rồi đúng không? Cái ưu điểm đầu tiên mình phải dành điểm cộng cho em nó đấy chính là mặc dù giá của một hộp phấn Eclipse không hề đắt một chút nào, nhưng mà cái packaging thì rất là xịn đấy ạ. Hộp phấn tròn, nhỏ gọn, tiện bỏ vào trong túi để mang theo mình suốt cả một ngày dài. Tuy hộp phấn này bằng nhựa thôi nhưng mà nó cũng khá là dày dặn, chắc chắn, không bị khấp khểnh kiểu hàng mã một chút nào. Tiếp theo thì về nhận xét về chất phấn thì mình cảm thấy chất phấn vô cùng mịn và mỏng. Thế cho nên là khi mà bạn thoa lên da ấy, nó rất là bám vào da, không hề bị mở phấn hay là không bị dày bì cách khi một chút nào. Cho dù là bạn có dập một lớp nhẹ để ngăn cái phần dầu thừa, hay là bạn có dập thật nhiều lớp chồng lên nhau để tăng cái độ che phủ, thì em này vẫn có độ bám tốt ở trên da. Đặc biệt hơn là em Eclipse Oil Cut Powder Pack này có khả năng che phủ lỗ chân lông cực kỳ tốt. Thú thực là mình có một chút cái khuyết điểm này ở vùng má trong, và đôi khi mình ngại dùng phấn phủ cũng là vì cái nhược điểm này, sợ rằng một chút nữa thì dầu tiết ra nó sẽ làm đọng phấn ở trong cái lỗ chân lông ấy. Nhưng em Eclipse này thì hoàn toàn không có cái tình trạng đó xảy ra một chút nào. Khi mà bạn dập nhẹ phấn lên trên cái vùng lỗ chân lông đấy thôi là phấn nó sẽ gần như biến mất trên da, và nhờ đó mà lỗ chân lông cũng được che phủ hoàn toàn, cũng gần như là biến mất luôn. Giống như là khi các bạn sử dụng cái ứng dụng chụp ảnh camera 360 ở trên điện thoại ấy, da của bạn sẽ cực kỳ lì và mịn. Trước đây thì mình cũng đã sử dụng bản original của em Eclipse này rồi, nó có màu đen vỏ hộp ấy, thì cũng thấy được cái hiệu ứng này rồi. Tuy nhiên gần đây thì mình đổi sang em Oil Cut này và thấy là cái hiệu ứng đó nó mạnh mẽ hơn hẳn. Thực sự là mình rất ngạc nhiên luôn á. Thế còn cái khả năng hút dầu đúng với cái tên Oil Cut của nó thì sao ạ? Đây cũng là một điều ngạc nhiên khác nữa mà Eclipse mang đến cho mình. Thì cái cho dù là bạn có làn da dầu toàn bộ trên khuôn mặt, hay là bạn chỉ bị ở vùng T-zone, thậm chí là bạn mới chỉ bôi kem dưỡng da và nó có hơi bóng bóng một chút thôi, chỉ cần áp nhẹ một lớp phấn này lên da là gần như mọi cái sự bóng bẩy trên da mặt của bạn nó đã được khử đi hoàn toàn. Nó sẽ giống như là bạn vừa dùng một miếng giấy thấm dầu và chậm lên da vậy á. Cái hiệu ứng này thì thú thực là mình chưa bao giờ được cảm nhận ở bất cứ một loại phấn phủ nào khác. Các loại phấn phủ khác thì nếu mà có bông tơi thì nó cũng chỉ che phủ được một phần thôi, chứ không thể nào mà hoàn toàn triệt để được như em này. Thế cho nên là mình rất mong là các bạn cũng sẽ yêu thích em này và luôn luôn có sẵn một hộp ở trong túi để bất cứ khi nào mà chúng ta cần touch up ấy, thì chỉ cần chậm nhẹ một chút thôi là làn da lại trở nên lì mịn hoàn hảo. Có một tip nhỏ nhỏ mà mình muốn chia sẻ với các bạn khi sử dụng em Eclipse Oil Cut Powder Pack này, đó là nếu mà bạn có làn da thường, da khô, da hỗn hợp thì bạn chỉ cần dùng cây chổi phủ nhẹ một lớp lên da để set cái lớp makeup thôi. Còn nếu như bạn có làn da hỗn hợp thiên dầu hay là làn da nhờn thì bạn nên sử dụng chính cái bông mút ở bên trong cái hộp phấn này và chậm, những cái lần chậm nó thật là dứt khoát, ấn chặt vào da thì
cái khả năng hút dầu và che phủ lỗ chân lông của em này sẽ càng được nâng cao, sẽ càng được tăng cường hơn nữa. À nhưng mà từ nãy giờ mình khen nhiều thế thì không có nghĩa là em này hoàn hảo 100% được nhá. Với cái mức giá không quá cao cho một sản phẩm phấn phủ như vậy thì độ long lasting của em này ở trên da nó sẽ chỉ rơi vào tầm từ 2 đến 3 tiếng thôi. Mình chỉ muốn nhắc nhẹ để các bạn có thói quen là thường xuyên kiểm tra lại lớp trang điểm, và nếu cần thì hãy dặm lại bằng chính em Eclipse Oil Cut Powder Pack này, bởi vì với cái độ mỏng nhẹ như thế thì các bạn có apply thêm vài lớp đi chăng nữa thì cũng không lo là bị lộ phấn một chút nào đâu ạ. Như vậy là mình vừa mới gửi đến các bạn review chi tiết về 4 sản phẩm làm đẹp mà mình thực sự rất là ưng ý trong thời gian vừa qua. Có thể nó hơi bị dài một chút. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận thời điểm này của video. Nhưng nó đều là tất cả những cái điểm mặt, ưu điểm và khuyết điểm của sản phẩm mà mình muốn chia sẻ thật chân thành để các bạn có một cái nhìn tổng quát về sản phẩm, từ đó đưa ra đánh giá và có quyết định là có mua hay không. Nếu mà các bạn cảm thấy những thông tin mà mình chia sẻ hữu ích thì rất mong bạn sẽ để lại like và subscribe cho channel của mình để làm động lực cho mình tiếp tục sản xuất các video tương tự như thế này nữa nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn.